Vâng ạ, xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hiện thì nhiều quốc gia trên thế giới đang phải hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan kéo dài và các mức nhiệt cao kỷ lục đã được ghi nhận tại nhiều khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như là đời sống của người dân. Tại Nam Á, Ấn Độ đang hứng chịu tình trạng nắng nóng cực đoan kéo dài. Nhiệt độ tại thủ đô New Delhi đã chạm ngưỡng 45 độ C, trong khi có nơi ghi nhận mức nhiệt vượt 48 độ C. Ấn Độ đã ghi nhận tháng 3 nắng nóng kỷ lục trong 100 năm. Một số khu vực trải qua tình trạng nhiệt độ cao kỷ lục vào tháng 4, khi nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Kể từ cuối tháng 3, tình trạng nắng nóng cực đoan đã khiến hơn 20 người tử vong vì đột quỵ, trong khi nhu cầu sử dụng điện cũng đạt mức cao nhất trong nhiều năm. Tại quốc gia láng giềng là Pakistan cũng đang trải qua một đợt nắng nóng nghiêm trọng, với nhiều khu vực ghi nhận mức nhiệt lên đến gần 50 độ C. Nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ cao hơn từ 6 đến 9 độ C so với mức trung bình. Giới chức nước này cảnh báo nguy cơ bị mất nước cấp tính cũng như các rủi ro khác đe dọa sức khỏe do thời tiết nắng nóng. Tại châu Âu, Pháp đang trong giai đoạn nắng nóng bất thường khi nhiệt độ cao hơn mức trung bình trong gần 40 ngày liên tiếp. Hôm 18 tháng 5, một số thành phố miền Nam nước này đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5 với mức nhiệt từ 33,4 đến 33,9 độ C. Giới chuyên gia nhận định nhiều khả năng tháng 5 năm nay có thể là tháng nóng nhất kể từ khi nước này bắt đầu theo dõi nhiệt độ, vượt qua mức nhiệt đã được ghi nhận hồi tháng 5 năm 2011. Tây Ban Nha cũng đưa ra cảnh báo về nắng nóng khắc nghiệt ở một số khu vực miền Nam trong tuần này.